trăm năm trong cõi người ta, chi phèo thì nở khéo là đẹp đôi. Chẳng may để cái gì đấy, quái gì đấy? Ai ui? Đứa nào nó làm mày? Đứa nào nó đuổi ma nó đuổi mày à? Không, lợn đuổi. Lợn mà nó lại đi đuổi được người. Lợn nhá, lợn ăn thịt người. Cái gì? Lợn ăn thịt người. Mày có bị làm sao không đấy? Đời chủa nào lợn ăn thịt người? Không tin à? Không tin ra chợ mà xem. Người ta đang bảo là lợn ăn thịt người đây ngoài chợ kìa. Lợn ăn thịt người thật à? Để tao ra xem. Thử ra xem nào nghe nghe. Hiện tao mua thêm chai rượu. Trải qua một cuộc bể dâu, chị phèo đi mua rượu. Ai mua thịt rẻ như rau ra đây tôi bán cho nào. Này, ai cho bà ra đây để bán thịt phá giá hả? Lợn nhà tôi nuôi được, tôi bán rẻ kệ tôi. Ai cho bà bán rẻ? Tôi nuôi nhưng nó lỗ quá, càng nuôi càng lỗ. Lỗ à? Lỗ là lỗ thế nào nhỉ? Hả? Tôi biết đấy, giá thịt lợn thì rẻ như rau, mà giá thức ăn lợn thì đắt cao như núi. Tôi không bán tháo đi nuôi để chết à? Tôi mặc kệ bà. Bà đã ra đây là bà phải bán theo giá của chợ, nghe rõ chưa? Tôi bán bao nhiêu là quyền của tôi, chị không được áp đặt. À, tôi cấm bà đấy. Chị có quyền gì mà chị cấm tôi? Bà mang ngay thịt về. Tôi ra đây đã nộp tiền cho ban quản lý chợ rồi, chị không có quyền đuổi tôi. Không có quyền gì, chờ đấy nhá. Này, ôi, làm cho này, nó đổ dầu lên vào thịt của tôi. Ôi, anh công an ơi. Công an à? Này, công an là em họ tôi đấy, nghe rõ chưa? Ôi, ông bảo vệ ơi. Bảo vệ, bác ruột tôi đấy, người đấy mà kêu, đứng đấy mà kêu. Ôi, Đức ơi, nó đổ dầu lên vào thịt của tôi. Anh chỉ đi ạ. Đứa nào la làng nó được gì? Nó đổ dầu lên vào thịt của tôi. Cái gì? Nó bán phá giá anh ạ, phá giá thị trường anh ạ. Tại sao con này lại bán phá giá? Em nuôi nó lỗ quá, giá thức ăn thì đắt mà giá thịt lợn thì rẻ. Em nuôi nó cứ như lợn ăn thịt người anh ạ, nên em phải bán rẻ. Thì nó làm sao? Thế là tại sao con này mày lại đổ dầu lên vào thịt lợn của con này? Đã bảo là nó bán phá giá. Bác Trí, bác xử cho em vụ này với. Thế đổ ra thế này thì có ăn được không? Vẫn ăn được, ăn ngon anh ạ. Thế thịt của mày đâu? Đây thịt em đấy. Thịt này có ăn được không? Úi xử với em thì rõ ràng là ăn ngon rồi. Thứ hai đứa nhưng mày biết tao là ai chưa? Anh là anh Chí mà. Bây giờ tao xử thế này nhá. Vâng ạ. Đổi thịt của con này ăn được à? Con này ăn được à? Mang về nhà mà ăn. Con này thì này, bỏ ra đi mà bán. Tao nói là phải được. Dạ bác. Cái gì? Em biếu bác cái đuôi về để đưa cây á. Cái này nó đưa được 1 lít này. Ủa đứa nào ngã đấy, đứa nào ngã đấy. Chị làm cái gì thương mà chồng mông chồng tĩ lên thế? Đang ngủ cái bếp. Phèo hả? Ừ. Ô, này, cô Thương biết chuyện gì à? Sao? Ở ngoài chợ ấy, đang có lợn ăn thịt người ấy. Cái gì? Giời ơi, chả hiểu gì cả. Không hiểu gì? Không phải là lợn ăn thịt người, mà thịt lợn bây giờ nó rẻ quá, không ai mua. Không cái ai người mua. Dân ý, người ta bán không được mà nuôi thì lại càng lỗ. Thế chính vì thế nên mới gọi là lợn ăn thịt người. À, chứ không phải là con lợn ăn thịt con người hả? Ừ, lợn bây giờ rẻ như rau ấy. Ôi dồi, thế tội nghiệp người dân quá anh nhỉ? Úi giời ơi, bao nhiêu nhà phá sản đấy chị không biết à? Ừ. Đấy, tối hôm qua đấy, còn một cặp vợ chồng coi như là tự tử vì lợn đấy. Tự tử? Chứ sao nữa? Cái là chuyện như thế nào mà tự tử với lợn nào? Thì đã bảo là nuôi nhiều lợn quá, đến lúc rẻ quá không bán được. Thế ta hai cái thòng lọng đối diện, thế bắt đầu hô, cứu lợn, thế là bạc một phát, thế là hai vợ chồng trao luôn. Chết? Chết luôn. Ui dồi, thế chả là lợn ăn thịt người à? Thì thế, chính vì thế hôm nay em mới đến đây để nói với anh chị, để giải cứu lợn giúp bà con. Giải cứu như thế nào? Nhấp nhà, nhấp nhô, đoàn quân sai cứu. Gì thế này? Thời ê quá rồi ta cầm cái đuôi trở về. Thế nào? Đây, em mang đến đây 50 cân lợn, mong anh chị mua một ít giúp bà con. 50 cân à? Ừ. Thôi được rồi, vợ chồng tôi mua giúp cho 20 cân. Ủa tốt quá. Làm sao mày luôn luôn là cái con keo kiệt. Keo kiệt gì? Mày bảo mày mua bao nhiêu cân? 20 cân. Mày mua hẳn 4 lần cái 20
20 cân nữa cho ông xem nhà mình. Mỗi lần 20 cân được không? Không không, em bảo em chỉ mang đến đây có 50 cân thôi. À, chỉ mày... mang 50 cân thôi, mỗi người một ít. Mày mua hẳn cho tao 10 lần cái 20 cân đi. Cái thằng này ngu thế nhỉ? Khổ quá, đã bảo là chỉ có mỗi 50 cân thôi. Đừng thách thằng Chí này nhá, vừa mới bán đất. Nha. Tất cả bao nhiêu thịt lợn cần giải cứu mang đến thằng Chí này. Ừ. Tao mua tất. Mua tất. Bơ, bà con ơi. Bao nhiêu thịt lợn đấy mang thằng Chí giải quyết. Thằng Chí nào giải cứu lợn cho bà con. Em nói thật với mình nhá. Mọi ngày là nhà mình mua có được tí tí thịt lợn như thế này. Mà cho rõ là nhiều mắm vào. Ăn mấy ngày mà không ăn mất đắng. Nhưng mà hôm nay nhá, mình ăn thoải mái, mình ăn xả láng, ăn đến chết thì thôi luôn nhá. Hôm nay em chế biến cho mình gì các loại thịt lợn luôn. À, đầu tiên, món thứ nhất, em mời mình thịt lợn rang. À, ngon không? Ngon. Được đấy. Còn đây, thịt lợn quay. Em ăn hết, bà ăn hết. Nhắm cái cây cây ở lên tiên chứ hả? Có ngon không ạ? Đã quá. Được đấy. Chưa hết. Đây nhá, lợn hấp cách gì? Cầu kỳ nhờ. Thế nào của mình? Tuyệt, tuyệt. Chưa hết. Đó. Mình đưa bát đây em nhờ. Ngon quá. Đây là thịt lợn sốt vang à? Sốt vang à? Như là bò á nhỉ? Mình đưa em bón cho mình miếng cho nó tình cảm. Có được không? Đậm đà. Ok. Chưa hết. Em đảm bảo với mình nhá, cái món này là chắc chắn là mình thích. Đúng sở trường của mình luôn. Món gì? Món cốm cuội. Cuội à? Đuôi lợn. Đuôi lợn. Đuôi lợn. Đuôi lợn. Được không? Được. Vợ anh quá bản đấy. Em nói mình nghe nhá. Vinh Chi là em mua được 30 cân thịt lợn rồi đấy. Này. Đó. Tao mang nhiều lợn đấy. Hả? Em mua ủng hộ bà con. Em giải cứu lợn mà. Mới cả hơn nữa là bác Tương của mình ấy. Bác làm trưởng ban mà cứu lợn. Nên là mình phải mua được ủng hộ lát. Bây giờ đấy, chắc chỉ còn 15kg. Mình ăn vô tư đi, ăn thoải mái đi nhá. Sáng ấy thì em không nói làm gì, nhưng mà chiều ấy em ra chợ em xin được khối. Thế à? Mấy chiều lại ra xin tiếp đi nữa nhá. Em mời mình chén rượu. Vợ em được đấy. Cảm ơn bạn đấy. Mình ăn nhá. Ngon lắm anh ạ. Mình sao đấy? Mày hại đời tao rồi lợn ơi. Mình làm sao đấy? Đau bụng à? Tao đau ở chỗ nào? Ủa đau chết được. À chết rồi. Bây giờ mình nhớ ra là em mua lợn từ chiều hôm qua mình ạ. Ui thảo nào. Cố tí, khi tí tí rồi hết đi mình ạ. Xem nào. Hay làm chén rượu xuống nó đỡ đau bụng nhá. Cái gì đấy? Bác Chí theo à? À, mày làm sao? Bác ơi, tất cả là tại lượn bác ạ. Lượn lờ gì? Không phải là lượn lờ. Mà là nhà em giải cứu lợn. À. Em mua ủng hộ lợn cho bà con. À. Thế là bây giờ là nhà em là đang bị đau bụng. À, mày đau bụng mày vì lợn hả? Anh cứ âm ơi. Được rồi, cứ cố nhịn đau cho đi hái cho nắm lá ổi nhá. Ê, bác kèo em nhờ tí. Cái gì? Ôi giời bác ơi, người ta bảo là nhất thủ nhì vĩ. À. Em biếu bác cái đĩa này bác phải bao nhiêu rượu? Thổ, vâng. Thì cũng chịu mà vĩ thì đây cũng hàng. Đây giải cứu cũng 5 ngày đây rồi, tao cũng đang cần nắm lá ổi đây. Ơi ạ, đúng rồi, giải cứu lợn. Ôi, ôi giời ơi. Sao ấy, trưởng ban giải cứu sao đây buồn thế? Em đang nẫu hết cả ruột đây này, không sao. Đi khám bệnh, bác sĩ bảo là mỡ máu cao. Mỡ máu? Ừ. Mỡ máu là sao? Mỡ máu có nghĩa là đột quỵ lúc nào cũng biết đi. Thế à?
Mà chắc là em ăn nhiều thịt lợn quá đấy. Ăn nhiều thịt lợn à? Ừ. Sao tôi chả làm sao thế? Giời ơi, chị nói làm gì? Chào bà trưởng ban giải cứu lợn. Hôm nay làm sao lại rồng đến nhà tôm thế này? Đấy, em sang đây để xem là cái vụ giải cứu lợn anh chị có bị vấn đề gì không? Con nở, mày ăn thịt lợn mấy hôm có bị làm sao không? Chả làm sao xuất đi. Ăn no thịt lợn suốt ngày được. Thế bà trưởng ban bị làm sao? Khổ quá, em đi khám bệnh bác sĩ kết luận là mỡ máu cao. Mỡ máu cao, tại sao lại thế nhỉ? Thế cái lúc ăn lắm thịt lợn giải cứu ấy, thì có uống rượu mà không? Giời, uống cái gì? Em là đàn bà con gái, không uống rượu. Thế thì chết là phải rồi. Trời ơi, gì đấy? Bác Chí, hôm em chờ mãi chả thấy bác đâu. Thế là em phải đưa nhà em sang đây. Nhà em đau bụng quá. Này cậu làm sao thế? Đau bụng à? Chết rồi, giống tôi rồi. Trời ơi bác ơi, giải cứu lợn. Ăn nhiều thịt quá, đầy bụng, quá tiêu. Ôi giời, chết rồi. Thôi được rồi, đầy bụng đúng không? Vâng. Khó tiêu đúng không? Quá tiêu. Tôi có bài thuốc của ông Lăng Hòe. Cứ đợi đấy. Ôi trời ơi, chị đi nhanh giúp nhanh nhanh cho bác nhá. Mày quá. Nhà cha con nở xấu xấu bẩn bẩn nhưng mà khó ngửi phết nhỉ. Lại còn có cả thuốc nữa. Này này thôi. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Em bảo này, tranh thủ cái lúc mà chị nở chị đi lấy thuốc cho giải cứu. Em có cách bàn với mọi người như thế này nhá. Cái cách cũng giải cứu lợn mà không phải ăn thịt lợn. Thế cách là cái cách gì? Bây giờ em hỏi nhá. Nhà cô cậu có nuôi nhiều lợn không? Qua chứ. Em nuôi nhiều là đằng khác ấy. Thế bao giờ xuất chuồng? Ui giời, khổ quá, chả có cái gì ăn cả. Lợn như em nó cứ còi dị ra chưa xuất được. Này, thế nhà anh có nuôi nhiều không? Con nở nó thấy rẻ quá, chả biết ai cho nó mua, nó còn 3-4 con còi còi ở dưới kia kìa. À, tốt. Rất tốt. Sao lại tốt? Bây giờ em có ý kiến như thế này. Bây giờ nhá, không cho lợn ăn gì nữa. Không ăn nó chết bố này còn gì. Đem tất cả những số lợn của nhà cậu và của nhà anh đi lên rừng thả. Lên đấy nó chỉ có ăn lá cây ngọn cỏ nhá. Thế sao còn làm sao? Sau làm sao còn thế nào nữa? 3 tháng sau mình lên mình bắt nó về. Lúc bấy giờ cô có biết không, con lợn nó sẽ gầy, lông nó dài ra và mõm nó nhọn hoắt như kiểu cái con chùa chùa ấy, hiểu chưa? Lúc ấy giờ ta sẽ đánh lận con lợn rừng, hiểu chưa? Mà lợn rừng nó sẽ đắt gấp 100 lần lợn bình thường. Đấy là giúp nông dân làm giàu đúng không? Chuẩn. Đúng rồi. Tươi hết cả rồi à? Hết đau bụng, hết đầy bụng rồi à? Vẫn đau chưa? Vẫn đau mãi vui. Vẫn đau bác ạ. Vẫn đau, vẫn đầy đúng không? Vẫn đầy lắm. Kênh lít lên. Gì đấy chị? Mình ngồi ngồi chặt thôi. Ngồi đây nhanh. Ngồi đây. Làm cái gì đấy? Cái gì, lá gì? Kênh lít lên. Rồi đây. Được rồi. Xong. Giờ tiếp tục nào. Kênh lít lên. Kênh. Tì chặt xuống. Tì chặt xuống à? Chị. Làm đã. Tao có rượu rồi, không có con gì ăn được vào bụng tao cả. Tất cả nén chặt khí vào. Nén chặt khí. Thấy không sao? Này. Nhẹ hết cả người. Bác ơi. Sao? Nhẹ bớt. Hiện tượng nào? Thế nào? Chị ơi. Yêu ơi, cái lá gì mà hiệu nghiệm thế? Nhẹ người đá bảo mà đây. Lá gì biết không? Lá thị đấy. Này, em bảo này, em vẫn rắt lắm. Cho em thêm lá nữa. Ui này, khuyến mại cho cô nhá. Mấy lá nữa? Vẫn em vài lá nữa. Này, cầm về nhà nhá. Bác cho em xin lá. Xử lý ngay này. Thôi. Nhà tao không phải là cái bãi thử vũ khí sinh học của chúng mày. Đứa nào cầm lá về nhà chúng mày mà phóng. Về nhà nhá. Về nhà xử lý. Cảm ơn bác nhá. Nhẹ cả người. Ôi trời ơi, nhẹ cả người. Con nở này giỏi. Khôn quá này. Ngồi khôn được.